Xin mời mọi người đến với giờ phá của cho con. Đây gọi là giờ đánh trận của cho con ở chạy cho Rokolovy. Messi đang dạy cho con chơi. Thực ra cho con nó cũng chẳng cần dạy đâu. Nó nô nhau như là giặc kệ. Đấy. Cứ ăn xong là sẽ có những cái cuộc chiến xảy ra. Yêu nhau lắm, cắn nhau đâu. Thanh niên cùn. Thanh niên không muốn mẹ dạy. Ý của Nemo là Nemo lớn rồi, không cần mẹ dạy. Nemo ra chơi với lại đồng bọn. À không phải Nemo, là Sumo. À, lúc trước khi mà con Nancy thì Nancy chuyên chơi với lại mẹ Messi. Nancy là chuyên nô với mẹ. Mẹ dạy Nancy nhiều. Mấy đứa còn lại chơi với nhau. Cháu mẹ nó dạy cho con tập chơi, tập cắn, nô. Đấy. Nhưng mà bọn nhóc con thì nó thích chơi với nhau, nó không thích chơi với phụ huynh. Không chơi cồn. Cứ sau các bữa ăn này ý é. Đây gọi là đánh trận. Đánh trận giả. Ẩm mỹ thì thôi rồi. Thôi xin kệ đi. Mấy ngày hôm nay thì Hà Nội ảnh hưởng bão, thành ra là mưa nên nhà ướt. Buộc phải trải cái thảm cỏ ra cho chúng nó chơi, nếu không là sẽ rất là trơn. Các bạn đang theo dõi trận đấu giữa gái mông to Nina, cô gái tốt bụng Nina và boy đẹp trai Sumo. Mẹ Messi lại cứ thích ra dạy con trai. Con thì lại không thích mẹ dạy, là con là cứ cáu cùn. Một tí là cùn ngay. Không thích mẹ dạy. Chui gầm bàn luôn. Núp. Tiếp đến là trận đấu giữa Nedved và Nina. Nina tốt bụng, Nina mông to. Nó mệt rồi, nó mệt, nó vào chỗ nó nằm rồi. Nina tiếp mọi thể loại. Vào chỗ nằm rồi. Đây. Ông tướng ông chui vào trong này ông núp. Hết mệt Tam Quốc. Bây giờ là Tam Quốc giữa Nina, Nedved và Sumo. Một bên chơi Tam Quốc, một bên là solo giữa Nano và Nemo. Bên chơi solo. Úi giời ơi, ông Sumo ông làm cái trò gì kia? Ông mới hơn 2 tháng thôi. Này ông đã tập nhún. Đã vanh hơn tí đã tập nhún rồi. Như thế nào? Ông Sumo này ông về Nghệ An là chủ là phải nắn ông ấy sớm ấy nha. Hôm nay ông hai hơn 2 tháng, 2 tháng rưỡi ông đã tập nhún rồi. Cắn thế thì nó bụng xứt hết cả ra.
Chó con tầm này là nô nhau là người có thể xước lung tung nếu mà chúng nó cùn, chúng nó lên, chúng nó cắn. Lại quay lại cặp đôi Sumo và Nina. Nina là chiến mọi thể loại. Nina là cái, nhưng Nina không chịu làm em đứa nào. Khi mà Nancy chưa về nhà mới thì Nina với Nancy là một cặp. Chơi với nhau xong ra uống nước liếm láp nhau. Chỗ nước rất là trơn. Uống nước Nano và Netvet. Liệu có một cuộc chiến? Cầu thử mỗi đứa làm chỗ. Ra đấu mỏ. Đã có một cuộc đấu mỏ. Đọ xem mồm đứa nào to. Cho con đây là nó chơi với nhau chơi vui vẻ thế nha mọi người nhá. Trừ phi là khi nào nó cắn nó làm đau nhau thì lúc đấy nó mới cùn thôi. Nano thủ thế. Đấy là bài Nano đang gạ chơi. Nano gạ nét vét chơi đấy. Nhưng mà nét vét không có đáp lời. Không làm đổ bát nước của anh ra đâu nhá. Để chỉnh lại cái bát nước đã. Đổ sang bên khay bên kia. Tại hai ông tướng này, tại Tam Quốc. Bây giờ là không cuộc cáu và không cùn. Solo giữa hai ông Mô. Ông Sumo và ông Nemo. Cho con ở tầm này thì nó sàn sàn nhau hết rồi. Và cho đực đều bằng hoặc là vượt cho cái. Nina bây giờ là nhẹ cân rồi. So với cho đực. Một đợt bùng nổ mới xảy ra. Mi. Nano. Sumo. Rồi, chơi chán rồi. Mỗi đứa nằm chỗ rồi. Giờ là đến giờ được giờ yên lặng được một ít phút. Nếu cho nó đi ngủ luôn. Ok, em ngồi xuống đây. Rồi, sổ nhiều quá. Sumo. Rồi, chào Sumo. Nó nằm ở kia hết, Sumo ra đây thì sẽ Sumo nằm xuống đi. Nằm xuống nào. Đứa nào cũng rất là tình cảm nhau. Bây giờ to rồi chứ cầm ghế khó chui rồi. Đây đứa nào ở trong TV đây. Thôi nhảy mệt lắm. Khi ra mà lô với đứa ở trong TV nhá. Đây chính là thằng mà săn theo điện thoại. Nemo và liếm Sumo. Liếm cái này. Bài lao của nó. Nhìn không chớp mắt. Cái nào đấy? Bạn là TV đấy. Bạn không TV kìa. Thanh niên soi mình ở trong camera rất chăm chú. Trời ơi. Thôi liếm chào bạn đi. Liếm chào bạn đi. Cố nhào ra. Để ra ngủ với chúng nó đi. Không cho nó ngủ hết rồi. Cứ ở đây mà hóng nữa trong TV mệt lắm. Cứ phải giữ hết rồi. Mệt lắm. Ok.